ra thực hành đi, học hành cái build gì tầm này. Ra đánh rank đi. Versus training ranked map. Đánh rank luôn. Có mẹ à. Để tao cho chúng mày biết môn phái mẹ mày của tao là như thế nào. Đánh rank được chọn tướng anh em. Mẹ tao chọn từ tủ từ chơi. Man. Anh chơi story chưa? Chưa. Hay mình đánh với máy nhỉ? Không đánh máy không vui, mẹ đánh với mấy người mẹ mình hành nó mình gáy mới sướng, gáy với máy làm sao sướng được nhỉ? Thôi đánh con này cũng được. Con đánh cũng được. Ấy dạ. Ấy dạ. Combo các kiểu. Mày. Ấy dạ đỡ đi. Phải có một combo làm hoài này. Môn phải của tao. Ấy dạ. Ui đi 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 còn mẹ. Đi đi còn mẹ nó combo vãi luôn. Combo vãi à. Mẹ chơi sao nó pick tướng xịn đấy nhở. Gấu ạ. À. Được được được. Con này thủ được. Con này thủ được. What? Đánh nhanh đấy. Xin lỗi. Đi con mẹ mày điên à? Đồ điên. Con mẹ này kinh quá các bạn ơi. Nó combo vãi lồn ạ. Phải chơi chọn tướng tủ rồi. Phải chơi chọn tướng tủ rồi. Đây rồi tướng tủ của tôi. Thì mẹ nó có combo làm hoài à. Thì có mẹ có combo làm hoài mình không đỡ được nhở. Đỡ trên thôi đấy. Thì phải trái thua trắng. Không. Cái vào đừng chơi. Cho con bích tường đi. Tôi chọn mấy con mẹ mày sở trường tôi cái. Chủ đánh kinh luôn. Nếu chưa anh á, ui giời, bình thường. Mình phải có những cái trận thua như này, trình mình nó mới đi lên được. Nhưng mà chúng nó đánh kinh quá. Cảm giác như gặp 10 anh Hiếu trong rank vậy. Không, nó đánh kinh hơn được anh Hiếu. Thủ chắc vãi lồn. Có những cái chiêu thức khó chịu. Có ai ở trên kênh chat là muốn vào đấm nhau thử không nhở? Tôi xin cái tên phòng vào đấm luôn này. Rất nó không ra trận rank này. Đánh với thằng chó này khó chịu thế nhở? Toàn combo thôi. Đi mẹ. Nó nhiều chiêu quá, tôi cứ tưởng nó dùng xong một chiêu là hết rồi. Nhưng mà nó thằng tỷ tiêu thức tiếp theo các bạn ạ. Mình đéo đỡ được. Con đí mẹ nó, đánh kinh vãi. Đấy, 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 bắt đầu rồi. Đỡ đi, đỡ không được. Mèo đánh cho đéo kịp làm gì, đéo kịp nghĩ. Thề. Con mẹ nó bánh kinh quá luôn các bạn ạ. Thôi, đéo chơi được lồn đấy nữa đâu. Thề.
Có anh em nào trong Discord cứu em với, chứ không đánh với thằng mặt lồn này đâu, đánh kinh quá. Này thì đấm nhau với cả kênh chat đó. Đấy là thằng Trung Quốc và ông nội. Đây các ông kênh chat thì mẹ có ông nào mạnh mẹ đấm giỏi nhất mẹ. Đại diện bước ra đây đấm nhau với tôi, nhanh lên. Ông nào có game bước vào đây. Còn hơn là tôi đánh nhau mấy thằng Trung Quốc, cay vãi lìn. Kéo làm gì được. Đây rồi, Sion Dash, 300 ping. Đây đối thủ xứng tầm, đối thủ xứng tầm đây rồi. Level 1. Mày. Ôi đéo có bộ kịp. Mày. Đối thủ xứng tập. Mày vô gần đấy. Úi giời. Ây da. Mình đánh nó nhiều hit vãi đi mà mình mất nhiều máu nhỉ. Ây da. Địt ca nghĩa. Không sao, không sao. Chấp. Ừ, mày rồi. Mày vô đấy. Ây da, nó còn chiêu nữa. Ây da. Mày. Ây da, nó ép góc rồi. Đi con mẹ thằng chó điên. Ui, thôi đi con mẹ. Nó nhiều chiêu thức thế nhở. Em biết đỡ như nào ấy. Đi 300 ping mà nó còn hành mình như này thì chơi cái đéo gì nữa. Mày ý tưởng đấy. Con này cần 3 được. Ok kia đỡ rồi mà. Đéo được. Thôi đỡ rồi mà. Đi. Muốn xóa game thế à? Mẹ nó đánh nhiều chiêu quá, nhiều loại combo quá, đéo biết đỡ như nào luôn ạ. À. Đánh trên nó đánh dưới, nó combo trên nhảy nó đánh, xong rồi nó quẹt lửa các kiểu đi con mẹ. Đánh story á. Story là như nào? The time is now for the king of the fighter. Tôi sẽ cho các bạn thấy Antonov who bravely led the last competition là sao? Antonov là cái con to đúng không? Hay nhỉ? Oh, hip to the hop boy. Antonov là người vô địch giải trước à? Martian. Oh. Có thể skip đoạn này được không? こんなに明るいと思う。リビビブーバルって。よく言うぜ。さっき立ち寝してた。おい。あんたは私がぶっ倒す。それまで他のやつに負けんじゃねえぞ。これ今日ノーノーえ。ああ。いきなりなんだよお前。しゅんちゃん。いいか私はな。イスラ。おい、ちょっと待てよ。
À, hai con này cùng môn phái. Không phải vều to. Ủa là sao? Chơi theo cốt truyện nhưng mà đánh không đánh những cái con tướng theo cốt truyện à? Là tướng mình chọn à? Tại mình đợi đánh với anh em nhiều, mình cứ đỡ dưới nhiều ấy, còn boss là đánh trên nhiều ấy. Mạnh. Mạnh, tao địch tới tấp luôn. Tao đánh tới tấp luôn. Còn mẹ chết ngay. Thì mẹ lại là Kunkula này. Tôi làm được. Từ từ. Thủ trước. Ấy dạ, đánh chuối, đánh chết. Ui ôi, nhiều trưởng quá. Mẹ mày đứng nhìn tao à? Ấy dạ, nữa. Ừ, chưa tôi. Ấy dạ, nữa rồi, ăn combo nó rồi. Đúng rồi, một chuỗi các bạn. Đi. Còn mặt cù chả la. Cù la này. Mày, ok. Mày chết chưa? Cái cảm giác mình đánh thằng nó khó khăn thế nhở? Nó là boss mà. Là boss mà các bạn. Vậy thằng này đánh kinh này. Đi, con này một xiên chết luôn ạ. À. Đam này to nhỉ. Tôi đang bị cái kiểu theo cái kiểu chơi là tôi chưa có kinh nghiệm chơi này, tôi kiểu bị đá nhiều quá, một là tôi bị đá nhiều quá, hai là tôi bị đấm nhiều quá, tôi không kết hợp được hai mấy cái. Mạnh này mày nằm xuống. Ấy dạ. Mày đánh đau thế. Ủa, mày quá né được. Mày ui ôi nó cao to. Đi. Mày chapter 1 à, đi còn mày chết ngay. Chapter 2 luôn à. Your next challenger is Team K Dash. Zui. Thắng boss công tử dễ à? Khó quá lìn à. Ready? Go. Ôi dồi. Ôi
Ấy da. Mẹ, con này cứng quá lìn. Mày chết ngay. Thú chím à, bị loại khỏi giải đấu. Ui dồi, con này whip à, xem con whip boss để đánh whip như nào nhỉ. Ấy dạ, đã áp sát nó. Mày đỡ đi. Ui trời ơi, nằm xuống. Ulti ngay. Mấy con boss này chỉ cần một con thôi rồi thắng rồi. Mẹ. Ấy ạ. Tính tưởng rồi. Ấy ạ. Sút cho quay mồm rồi. Ui địt còn mẹ. Tôi mới tập được vài combo kiểu 2 hit 3 hit thôi. Chú đánh combo toàn mười mấy hit ạ. Sợ vãi lìn. Á à, Sunay. Ừ, đấy, combo chưa? Đã thành combo đấy. Ừ. Ây da, River Review. Thôi. Ấy da, một máu. Chết ngay, còn mẹ mấy thằng boss này. Nằm xuống. Ôi đánh tiếp à? Nữa luôn à, đánh liên tục à? Your next challenger is Team Hero. Đấy, khổ công tập luyện với boss là ngày rồi sẽ có một ngày mình sẽ trở thành cao thủ võ lâm các bạn ạ. Classic Chinese Garden. Ui đẹp nhờ. Game này 30 GB cũng có lý do đấy. Hey, round 1. Ready? Go. Em đâu góc. Ui dồi ôi. Mày đừng góc đi. Đỡ kìa các bạn thấy đỡ không? Đỡ đúng là boss mà. Đúng là máy. Ơ kìa. Hasagi. Ây da. Hasagi. Được đấy, chơi được đấy. Ây da, đợi em góc rồi. Ây da.
mày. Ơ kìa, một chiêu 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 mẹ lốc mẹ nhiều kia hay nhở. Hasagi lốc lên ulti. Trông thằng này cũng hơi non. Tao ăn thằng này khoảng 3 nho. Thằng này bảo ui đi mẹ mày tự kiêu thế. Mẹ sức mạnh của tao đéo nằm phải ở ngoài bề ngoài đâu. Mẹ mày tao đẹp trai nhưng mà tao đánh vẫn hay. Chắc đấy. Ấy dạ. Mày thủ chắc đấy. Một tạt nước mà để mẹ chết ngay. Ui dồi, sắp tải thế. Mày vô đây. Tạt nước nè. Cút ra nè. Ấy dạ. Sút nè. Ok, nó cao tờ. Mày lộ nè. Chỗ đây. Ây dạ, chưa đợi. Mày đéo dám vào các bạn ơi, hèn vãi lộn. Ừ, tạt nước này. Đá trên rồi này. Đá ngang này. Tạt nước này. Đá ngang này. Đá trên này. Ôi dồi ôi. Mày này. Chết ngay. Trong cảm giác mình đánh đéo được giống như bọn trên mạng nhỉ. Ui được S luôn này các bạn. Vãi lìn không. Đây rồi. Câu chuyện. Chắc sẽ gặp con này cuối cùng đúng không? Con này là boss đúng không? Ui, ông này đầu quân cho đội quân Thạch Thùng à? Trên đầu có huy hiệu Thạch Thùng nhỉ? Đang nói về một con quỷ nào đó. Một con quỷ Ad Crimson Cower Distortion in the Inevitable. Nó đang tàng hình. You and Sune can see it your way each box could break. Đéo hiểu con mẹ gì luôn. Vì sao thằng con này yêu thằng Sune đúng không? Nhìn nó biết. Nhìn nó biết luôn. Nhiệm vụ của chúng ta không thay đổi. Tôi nghĩ là về sau sẽ xuất hiện một con boss trùng cuối, xong rồi tất cả bọn này hợp lực lại đánh nó đúng không? Con này có vẻ ngầu. Con này là chị con kia. Con thế giới sẽ trở lại bình thường để lấy lại sức mạnh của các bạn. Ồ, Return to Quốc đang giải cứu thế giới các bạn ạ. Isla và Sunay là Isla là con tay dài, còn Sunay là cái thằng kia đúng không? Your next challenger is Team Art of Fighting. Let's go. Pao pao cà phê. Đánh nhau ở quán cà phê. Đẹp nhỉ. Địt mẹ thằng chân đất mắt toét này. Bố mày đánh cho mày. Địt mẹ mày thằng nhà quê chân đất mắt toét này.
Múa múa cái lồn à? Ô địt mẹ mình cũng đi chân đất mà. Ấy ạ. Vô đây. Đánh tới tấp này. Từng gió. Hasagi. Yasuo. Gió nè. Đỡ đi. Ông combo con này chuẩn vãi lìn rồi đấy nhở. Hay là kinh à? Chào kinh nhá. Trông cũng kinh đấy. Tôi ăn cướp được vào combo đó. Ấy ạ. Mày chơi bắn trưởng à? Ấy ạ. Đỡ. Mày chơi bắn trưởng nè. Mày chơi tao nhiều lốc hơn. Ăn cướp rồi, vào combo rồi. Ui, nó đạp tính tưởng người bắn trưởng luôn kìa. Tôi đánh con này như kiểu đánh Yasuo trong LL nhỉ. Đấy thì Yasuo mình tí mình có làm trận LL không nhỉ? Mạnh. Ừ. Ấy da, mẹ nó combo liên tục luôn ạ. Nó bắn 3 trưởng liên tục tục kìa. Ấy da, còn lợn này. Mày. Chết con mẹ rồi. Break. Ui. Không thể thua được. Ui, thôi chết mẹ rồi. Nó kinh đánh kinh nhỉ? Sao nó đỡ kinh nhỉ? Mẹ đá chuối, đá trên mà nó đỡ được. Là để xung lên phải ra tay à? Ui. Ăn cướp rồi. Đấy ạ. Mẹ mày một đạn. Nhảy ra đây. Ui, đi mẹ con cuối robot nữa chứ. Tao này mạnh vãi lìn. Ấy da. Combo đấy. Mày xỉa. Tôi chỉ combo được cùng lắm là 3 hit thôi các bạn ơi. Mà Robert Lewandowski về chúng tôi à. Chết ngay. Ui mai. Thấy cảnh con dê này quá. Có nhiều lốc quá liền. Tôi sẽ fake một lần lốc 1 xong rồi tôi sẽ lốc nhiều đấy. Combo của tôi nha các bạn nhé. Ê da. Ui. Thể mai vừa ngon vừa xinh vừa mẹ mày ngầu á. Trông đẹp vậy. Round 1.
Địt có vẻ là cũng trưởng ạ. Mày trưởng này. Mày ok, có đỡ được hết kìa. Mày đá chết, đá dưới, đá mày ultimate của Yasuo Hasagi chết mẹ mày chưa. Athena. Thôi ăn cướp rồi. Ăn ngay cái chiêu thức của nó mù. Người cáp. Mày trưởng, mình mày biết trưởng, mình mới biết trưởng. Ai trưởng nhanh hơn? Ai trưởng nhanh hơn? Ai trưởng nhanh hơn? Ai trưởng nhanh hơn? Tao lừa thôi. Mày. Ok, chờ đợi. Ai trưởng nhanh hơn? 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 Mày. Ấy ạ. Mày. Ơ kìa, nó cao tờ kìa. Mày này. Mày bắn chúng tao nhưng tao đoán chúng mày. Mày mi con bot. Sai cơ mà. Biết cơ kỳ không? Ui, mấy con bot đánh con này kinh lắm này, con Yuri ghê này. Ui vãi lìn ạ. Mày. Ây ạ, đỡ. Mày, ô kìa. Trượt ạ. Mày, ok lại trượt ạ. Ăn cướp rồi. Mày. Trưởng. Tạt nước đầu đình. Chết ngay. Được quá. À. Ui gặp Kyo rồi, ăn cướp rồi. Gặp Kyo cần cướp rồi. Tôi sẽ cho Zoe với cả Cookie làm tướng tủ của tôi đấy. Bắt đầu để bán kết rồi sao, bắt đầu được. Úi thi đấu sân vận động rồi anh em ơi. Zoe đối đầu với cả diễn viên chính của của phim Kyo. What to bring me hit? You know? Đéo hiểu không ta? Ui, nó tập công cởi tóc. Nó nhân vật chính đấy. Ây da, ui, đừng để nó ép vào góc. Ép vào góc đánh kinh lắm. Ui đúng nhân vật chính. Ui ui đi con mẹ nhân vật chính. Ăn
luôn học bao nhân vật chính. Các bạn ơi, Sunny lo được, Sunny lo được. Tôi sẽ dùng băng băng giá để mẹ mày sưởi ấm con tim nó. Hao Ju rất kỹ. Sủa đi thôi, đánh nhau đi mẹ. Mày băng nè, băng nè, lửa nè. Ấy da, băng này, lửa nè. Mày lửa này, băng này, đạp dính vào tường này, băng nè. Mày dùng lửa nữa đi. Nói thì lắm, nói 5 phút đánh có 30 giây ạ. À. Đi mẹ danh con. Ui chết mẹ. Ấy da, ấy da. Ui thôi ăn cứt. Đéo đỡ kịp. Mày mày ấy ra ra chiêu nữa nhở. Ôi ôi rồi ôi, một đấm lên rồi. Thông thoại ca. Ui, ui, ăn cứt rồi. Đó. Ui, mẹ lao thẳng vào nó đấm thế. Thế rồi, chung kết rồi. Mình còn cơ ki, mình còn cơ ki. Mày đỡ đấy. Ấy da. Nó đỡ được, nó đỡ được các bạn ơi. Ui ui ui. Ghê. Ghê. Ấy da. Mày mày. Mày, ôi ôi, nó counter kìa. Căng thẳng quá. Mình mà nhòi với quick mod đây ạ. Ấy da, thôi thôi thôi. Không thể thua được. Ừ. Đoạn của loạn thế, đoạn của loạn thế. Đánh mấy thằng máy mà sao căng thế nhở. Thế vô địch chưa, vô địch chưa, vô địch chưa? Đoạt cúp thế giới chưa? Đây rồi, vô địch rồi các bạn ơi. Vô địch rồi, vô địch các bạn ơi. Cái gì đấy? Ui, con này bị hóa Phoenix ở trong Marvel rồi. Con này là Jean Grey. Đồ xong luôn. Rồi xong luôn. Ui, chính con này tạo ra một bản thể khác của nó. Vãi nhìn. Xong mình phải đánh nhau nó à? Champion ya, ano kaibutsu ga kiyasarimashita. Ittai nani ga okiteru no desho ka? Điều gì có thể xảy ra bây giờ? Mẹ tôi là tôi chạy mẹ từ lâu rồi, đứng đây mẹ mày xem được ạ. Sợ quá. Onip-chan. Onip-chan. Trả mạng cho tao. Trông phải xấu vậy. Select order. Oh shit. Mình phải đánh nhau với nó à?
Reverse. Máu này chắc trâu lại lìn nhỉ? 1v3. Nó tạo ra một chiều không gian khác để đánh nhau rồi. Ui địt mẹ, trông nó kinh khủng vậy. Mẹ mày điên à, tránh chắc chắc ạ. Ấy da. Ấy da. Nè luôn. Ôi da. Ấy da. Chiêu kinh vậy. Ui đi con mẹ em cấu được nửa cây ạ. Nai chai nai chai. Con này không kinh dị vãi lìn ạ. Mày gặp người cát chưa? Tôi có chiêu cao tờ con này. Ui nó cao tờ tôi. Thủ chắc vãi lìn. Thủ. Ui, nó bắn trưởng kìa. Ui. Ui, ăn cướp rồi. Ui, vãi luôn đau thế. Ui, vậy là Sunay. Sunay là nhân vật chính. Sẽ là người kết thúc con boss này chăng? Việc gì đến tay anh? Ôi dồi ôi. Cố lên xuống đây. Ây da. Để em biết nó chiêu như nào để đỡ. Ây da. Bị ép góc rồi. Ây da. Chiêu ở dưới, đỡ dưới. Làm được. Xuống đây ơi. Ui. Đi mẹ chiêu nó nhanh thế nhờ. Làm lại. Tôi sẽ kết thúc nó bằng đúng một con rồi, con duệ. Con boss này kinh thế nhờ. Đỡ dưới không được ý. Nó nhanh quá. Đi mãi. Úi dồi. Không đỡ được. Úi dồi. Đỡ đã. Ây da. Mày. Ây da. Ây da. Lộc. Ây da, tự phi vào đầu ạ. Mày. Ui thôi ăn cứt rồi. Ui dồi ôi, mẹ nó thấp tinh đại pháp tôi. Khó nhỉ. Để người cát lo vậy. Reach for the top. Ready? Go. Cái lồn nhỉ. Tạt nước đầu đỉnh. Anh trai hơi vội. Úi dồi. Mày. Tạt nước đầu đỉnh. Ấy da, chiêu nó nhanh thế nhở. Ui, ăn cướp. Rồi sao?
Tát nước đầu đỉnh, tát nước đầu đỉnh. Ấy da, đéo đỡ được. Ừ, bố mình nhảy lên. Anh em một hit nữa rồi. Tát nước đầu đỉnh. Ôi giời, trượt kìa. Quá nhìn thật. Còn mẹ này. Lại để Sunay, việc gì cũng đến tay nhân vật chính. Ôi. Mẹ mày điên à? Ôi giời, đỡ dưới, đỡ dưới. Ôi giời, không được, không ổn rồi. Đừng để em góc. Mày. Ui, đi mèo đỡ hết ạ. Mày đỡ đi, ok, không cao tờ được. Mày. Chịu. Mày, một đấm. Quỳ xuống nha, quỳ xuống Sunay. Lửa băng quân gát. Quân gát lửa băng. Đánh con này xong hình như được con này luôn đúng không? Nào xem cốt truyện như nào nào. Dragon Ratatatata Ratatatata AK-47 Ratatatata. Chết mẹ mày luôn. Chết chưa? Cái gì ấy? Úi dồi ôi. Tạo ra một chiều không gian khác. Gặp Doctor trên à? Ui vũ trụ kìa. Hồ đen. Oh. Con này không phải là con chị à? À đây con boss luôn này. Con này là phiên bản khác của con chị à? Ui trông nó lực quá Aileen. Tôi địt con mẹ Otomazaga rồi. Quay băng à? Tí tôi dùng chiêu lửa tôi đấm nó vậy. Chúng mình thương lượng được không? Không đánh nhau được không? Càng đấy. Úi dồi, nó bay à? Thế nó không quẹt chân được rồi. Không quẹt được cái bùa đấy. Môn phái của tao cái gì cũng làm được. Ui. Tụi con này lực ấy. Ui. Mày em mày điên à? Chết mẹ em chưa? Mày vô đây. Mày vô đây. Ui, đi mẹ nó dài vãi lìn ạ. Ui. Phải áp sát đầu thôi, chiều nó sao quá. Né, né. Đỡ. Ui. Đánh, đánh cho kính tường rồi. Mày. Úi dồi. Mày tưởng mày ngon ạ à? Mày tưởng mày ngon ạ à? Môn phái của tao này. Ây địt con mẹ. Mày tay nó dài quá. Cho con bót lực vãi lìn ạ à. Đây rồi. Lửa. Phải dùng lửa để giết con này. Một đấm thôi. Một đấm thôi. Úi dồi ôi. Bót cái lôn gì. Ok không? Lúc gì đấy? Đi vậy thằng này là băng à? À thằng này lửa phải dùng băng. Mày. Ôi dồi. Mày. Ôi dồi. Nửa cây. Băng. Lửa. Quét đất. Băng lửa. Ôi. Sao nó hồi sinh được vậy? Cái gì vậy? Rồi. Ui. Được còn phải áp sát nó đâu. Mày. Yes. Tưởng như nào,
Sản phẩm được điều chỉnh đất rồi, được chấp rồi. Gì mẹ, giọng quảng cáo vậy luôn. Mày biến thành con gì, mày biến nốt đi, bố mới xem nào. Đánh với người tao có thể thua, nhưng đánh với boss tao không thể thua được. Hứ, mày bị hút ngược lại đi. Chết mẹ mày chưa. Đẹp nhờ. Như phim xem phim ấy. Ồ. Giải cứu thế giới thành công rồi. Yes. Thì xong rồi sao ấy? Tùng Anh Quang nhở? Đã biết chuyện gì xảy ra nhưng vẫn bình luận như đúng rồi ạ. Chiêu trò vãi. Ố, xong rồi à? Mới có unlock nhân vật không nhỉ? Cái bộ anime này xem còn nó còn nét không anh em? Thì giờ tôi xem thử phát. Ủa nhạc hay này, nhạc hay này. Tưng 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 tưng. The King of the Fighter XV. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi chương trình vừa rồi. Bộ phim này được làm để tưởng nhớ đến nhân vật nghe kiểu chuẩn chỉ một game hay đấy.